Mấy hôm nay có nhiều bạn hỏi Bom là cái bếp của Bom đã làm đến đâu rồi. Thì thật ra là mới tương đối thôi, chưa có xong đâu. Đây là cái khu đất trước khi Bom làm nên cái bếp của mình nè. Đây là những hình ảnh của những ngày đầu tiên bắt đầu làm cái bếp. Bom dự là sẽ làm xong hoàn toàn rồi mới làm một cái clip gửi đến mọi người. Nhưng mà được cả nhà quan tâm và yêu mến á, thôi thì Bom làm đến đâu á thì Bom sẽ chia sẻ đến đó nha. Cũng vì làm cái bếp này mà thời gian này Bom hơi bận một xíu á, ra clip không có đều, mọi người thông cảm cho Bom nha. Xung quanh cái bếp của Bom á, toàn là cây xanh không à. Khi Bom bắt đầu làm cái bếp á, thì trong đầu Bom tưởng tượng và nghĩ là xung quanh cái bếp của Bom phải toàn là cây xanh thôi. Cho nên là Bom sẽ ưu tiên cây xanh cho cái bếp của mình. Mấy hôm nay ở quê của Bom trời nắng nóng lắm. Ai mà làm việc ngoài trời á, thì sẽ cảm nhận được cái mức độ nóng của nó như thế nào. Gạch này Bom sử dụng để lót xăng nè. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà Bom căng thử một viên á, nó nặng tới 10 kg lận. Trước khi lót gạch á, thì Bom sẽ dùng cái vòi nước mình xịt để cho nó ướt cái mặt đất đi, nó mềm mình dễ lót. Còn cái nền xăng này á, thì Bom lót trực tiếp ở trên cát luôn, không có dầm xà bằng. Còn đây là ba của Bom nè, không có sự giúp sức của ba á, thì chưa có hoàn thành được như vậy đâu. Rồi, để Bom vào quay cái bếp cho mọi người xem nha. Ở đây là Bom sử dụng hai cái bếp nấu củi. Đây, củi này thì Bom tận dụng cái lu bẻ để mình đựng củi cho nó gọn. Do mình nấu củi nó có khói á, cho nên là Bom để cái khung này cho nó thoáng. Còn bên này là móc son nồi nè. Còn phía ngoài này thì Bom làm vẫn chưa có xong. Đây, ở bên này Bom có đào một cái hồ mini. Để mốt nữa Bom sẽ trồng sen với súng ở đây nè. Còn trước này thì Bom có làm một cái giàn để sau này mình sẽ trồng bầu mướp rồi gì á. Bom dự định là sẽ trồng một cây chanh dây. Bây giờ Bom sẽ đi ra ngoài vườn hái một ít rau vô nấu cháo cá lóc ăn. Thì bạn nào mà chưa xem cái tập mà Bom với mấy anh em đi bắt cá lóc á, thì mọi người xem là cái tập vừa rồi nha. Khi mà nhắc đến cháo cá lóc á, là mọi người sẽ nghĩ ngay đến rau đắng đúng không? Nhà Bom trồng nguyên một vạt lớn luôn. Rau đắng này á, có nhiều bạn ăn không quen cái vị đắng á, là sẽ thấy không ngon đâu. Nhưng mà Bom ăn quen rồi Bom thấy nó rất là ngon nha. Rồi Bom sẽ hái nhiêu đây rồi, đủ rồi. Bom sẽ lấy thêm một ít hành. Bom sẽ hái thêm một ít ớt nữa. Bây giờ Bom sẽ vô nấu cháo. Cái nồi cháo này á, thì Bom chỉ nấu với cái phần đầu và cái phần xương của nó thôi. Còn cái phần thịt á, thì Bom thái mỏng ra như vậy nè. Lát nữa mình chỉ bỏ cháo vào mình ăn thôi. Đây là cái mâm nguyên liệu để Bom nêm cái nồi cháo nè. Cái nồi cháo của Bom cũng đã nhừ rồi á. Bây giờ Bom nêm nếm gia vị xong rồi mình mang xuống ăn thôi. Bây giờ Bom sẽ múc ra cái nồi nhỏ này. Bây giờ Bom mời mọi người cùng ăn cháo với hai anh em Bom nha. Thanh vừa đi dạy học về cho nên là vừa kịp lúc ăn. Cháo này thì mình sẽ bỏ cá vô trước, cắt cho nhiều cá đi Thanh, ăn cho nó đã. Mình sẽ bỏ cháo vào. Cháo này thì mình bắt nóng trực tiếp trên nồi luôn. Đó, mọi người xem cá của mình đã chín tái lên nè. Tiếp theo là rắc vào một ít tiêu. Rau đắng cho vô luôn Thanh. Bom mời mọi người ăn cháo với hai anh em Bom nha. Bỏ nhiều rau đắng vào nó mới ngon. Cá dai ngon. Ăn miếng thịt cá mà nó giòn giòn luôn á. Cá tươi á, cho nó ngọt không? Mọi người xem cái sớ cá của mình nè, ngon chưa? Còn cái bao tử nó trong nồi cháo á.